công nghệ mạng 5G. Tại buổi làm việc, cuộc gọi video đầu tiên sử dụng đường truyền dẫn dữ liệu kết nối 5G trên thiết bị thu phát sóng GNODEP do Viettel nghiên cứu và sản xuất đã được thực hiện. Đội ngũ kỹ sư của Viettel đã phát triển hệ thống thiết bị GNODEP 5G trong 6 tháng, từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2019. Như vậy, sau 8 tháng kể từ ngày Viettel thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên bằng thiết bị nhập khẩu của đối tác vào tháng 5 năm 2019, Việt Nam đã chính thức làm chủ công nghệ mạng 5G. Việc tự thiết kế và sản xuất thiết bị 5G sẽ giúp Viettel chủ động trong việc triển khai 5G cho mạng di rộng của mình và các dịch vụ gia tăng đi kèm, nhằm tạo ra những trải nghiệm 5G tốt nhất cho khách hàng. Thành công này cho thấy, Việt Nam bắt kịp công nghệ thế giới. Hiện nay, trên thế giới, có 5 công ty đã sản xuất thành công các thiết bị mạng cho 5G. Viettel sẽ là nhà cung cấp thứ 6 trên thế giới sản xuất thiết bị này. Trong số các nhà cung cấp kể trên, chỉ có Viettel vừa là nhà khai thác viễn thông, vừa sản xuất các thiết bị mạng.